Trước phản ánh của các doanh nghiệp bất động sản về việc nhiều Việt kiều gặp khó khăn khi xác nhận nguồn gốc là người Việt Nam, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài của Thành phố Hồ Chí Minh đã đề xuất lên Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị chính phủ được cùng tham gia cấp giấy xác nhận này để rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính cho Việt kiều có nhu cầu. Ghi nhận từ cuộc tọa đàm chiều ngày 16 tháng 9 tại Thành phố Hồ Chí Minh về việc làm sao tạo điều kiện cho Việt kiều và người nước ngoài sở hữu nhà ở Việt Nam nhiều hơn. Theo thông tin từ Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, để góp phần giải phóng nhanh lượng hồ sơ đang tăng mạnh của Việt kiều về xác nhận nguồn gốc là người Việt Nam, cơ quan này đang đề xuất Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Trung ương cho phép được tự xác minh và cấp giấy chứng nhận cho Việt kiều. Thành phố Hồ Chí Minh có cái mối liên hệ với khá đông đảo Việt kiều và ở Thành phố Hồ Chí Minh có một cái Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài thành phố chuyên trách về công tác quản lý nhà nước đối với kiều bào. Và nếu như các cái kiến nghị đề xuất được chấp thuận, Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài được cấp cái giấy phép xác nhận gốc Việt Nam cho kiều bào thì nó sẽ thuận tiện hơn cho kiều bào. Chúng tôi đang kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố. Còn theo quy định hiện nay, thẩm quyền xác nhận người có nguồn gốc Việt Nam chỉ do 3 cơ quan thực hiện, gồm cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài, là các đại sứ quán và tổng lãnh sự quán, Sở Tư pháp các tỉnh thành và Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài của Bộ Ngoại giao. Và để có xác nhận nguồn gốc là người Việt Nam thì Việt kiều cần có những loại giấy tờ như là giấy khai sinh, các giấy tờ chứng minh có liên hệ, có huyết thống với phía Việt Nam như bố mẹ, anh chị, họ hàng thân thích v.v. hoặc có 2 công dân Việt Nam xác nhận hoặc được các tổ chức hội đoàn ở nước ngoài xác nhận là có nguồn gốc Việt Nam.